Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mobile City. Top điện thoại với mức giá tầm khoảng 4 triệu cũ mới đều có hết ở năm 2023. Và trong video ngày hôm nay, mình sẽ update thêm cho các bạn những sản phẩm mà mình cảm thấy nó ổn trong tầm giá đấy, tùy theo cái nhu cầu của các bạn là chơi game, là thiên về toàn diện hay như thế nào. Các bạn có quan tâm đến thông tin sản phẩm nào có thể click vào phần timeline ở video nha. Chúng ta đến với sản phẩm đầu tiên, cũng gọi là sản phẩm quốc dân mà mình hay chia sẻ với các bạn, là Xiaomi Redmi Note 11. Sản phẩm này thì yên tâm, với mức giá nó rất là ngon, phiên bản 4GB RAM và 128GB bộ nhớ trong. Chính xác mức giá là 4 triệu thôi các bạn ạ, không thừa không thiếu luôn. Với Redmi Note 11 chúng ta sẽ trang bị một con chip là Snap 680 nha. Với con chip này các bạn hoàn toàn có thể chơi các tựa game nhẹ nhàng hay là tựa game nặng hơn, ví dụ PUBG chẳng hạn. Thêm nữa, Redmi Note 11 trang bị tấm nền là AMOLED đi kèm với tần số quét là 90Hz và kích thước màn hình khá là nhỏ, 6,43 inch, cực kỳ phù cho bạn nào tay vừa phải hay là tay nhỏ chẳng hạn và đang tìm kiếm một thiết bị sản phẩm cầm nắm nó dễ dàng, thì Redmi Note 11 là sản phẩm các bạn có thể cân nhắc. Nói chung về màu sắc ở trên Redmi Note 11 ấy, mặc dù nó lên không phải là quá nịnh mặt đâu, nhưng trong tầm tiền này với cái màu sắc mà Redmi Note 11 nó thể hiện được là rất ngon luôn. Rồi, chúng ta sẽ trang bị một cái viên pin khá ổn ở năm 2023 là 5000 đi kèm với công suất sạc là 33W. Còn về camera ở trên Redmi Note 11 các bạn sử dụng để chụp choẹt cơ bản thôi, chứ không phải là một sản phẩm để chuyên chụp ảnh ngon lành nha. Loa thì ở mức vừa phải thôi. Sản phẩm mới nhá thì các bạn có thể cân nhắc Redmi Note 11. Còn sản phẩm tiếp theo, các bạn muốn sản phẩm chip nó mạnh hơn nhưng mà là sản phẩm máy cũ, thì các bạn có thể cân nhắc Samsung Galaxy A90 5G. Và đây, nguyên văn thông tin của bạn Ben Latcher có chia sẻ cho anh em về khi mua sản phẩm Samsung Galaxy A90 5G máy cũ nhá. Khuyên anh em, A90 5G thực sự rất ngon trong tầm giá 3,5 triệu hàng cũ mà các bạn. Nhưng phải test thật kỹ về phần màn hình này. Máy cũ đa số màn hình bị ám, ố vàng, nhất là lưu ảnh, bóng mờ, trùng luôn. 100 con là 97 con bị vậy rồi. Thứ hai là nắp lưng bị thay thế, hàng lô thị trường. Máy zin sẽ có dòng email rõ ràng của Samsung. Thứ ba là loa ngoài, chip wifi với 3G, 4G phải coi kỹ nha. Nếu được, coi luôn phần mềm bên trong nha. Tại mấy con này bây giờ đa số đều là hàng dựng lại, bù phép lại không à. Máy ông AD cầm làm clip cũng thay lưng nha. Với lại nắp lưng zin nó không chói màu da sắc cờ đó đâu. Đấy là cái kinh nghiệm mà các bạn có thể cân nhắc khi mà mua Samsung Galaxy A90 5G nha. Nói chung ý, với A90 5G là một sản phẩm ra mắt được đâu đó là hơn 3 năm, từ 2019 rồi, nên cái việc hàng dựng lại thì không thể nào mà tránh khỏi được các bạn. Phải chăng ý, các bạn test cho nó kỹ càng về hình thức, về main bổng các thứ nếu mà được thôi. Nhưng mà chúng ta không thể nào phủ nhận những gì trang bị ở trên A90 5G nó quá ngon đúng không? Tấm nền Super AMOLED, kích thước màn hình rất lớn 6,7 inch, tiếc là không có tần số quét cao thôi. Còn để cái việc mà trải nghiệm thị giác ở trên A90 5G ấy, thì mình thấy cũng rất tốt ở trong tầm giá rồi. Đấy, rồi là chúng ta sẽ trang bị một con chip rất mạnh Snap 855, hoàn toàn có thể chơi các tựa game cho mình khá một cách ngon lành. Với Genshin thì các bạn đến mức đồ họa nó vừa phải, kiểu là cực thấp vào 60 thôi thì có thể chia nó mát mẻ hơn, rồi là tình trạng giật lag cũng đỡ. Với lại là cái viên pin ở trên A90 5G ấy, thời điểm hiện tại thì các bạn cân nhắc thôi, nó không phải là trâu gì nữa. Với loa A90 5G nó chỉ có một loa thôi, các bạn có thể cân nhắc sản phẩm này. Chúng ta đến với cái sản phẩm tiếp theo, sản phẩm mới tinh luôn nhưng mà không phải anh em nào cũng lựa chọn, đó là Realme Q5. Sản phẩm này thực ra mình không hiểu luôn ấy, Realme Q5 nó sinh ra ra để làm cái gì. Những trang bị ở trên Q5 ấy thì mình thấy là nó không tốt ở cái thời điểm nó mới ra mắt là hơn 5 triệu. Nhưng đến thời điểm hiện tại, mức giá nó chỉ khoảng trên dưới 4 triệu thôi, thì với gì trang bị ở trên Realme Q5 ấy là mình thấy rất ổn cho tầm giá nha. Và các bạn nhớ cho mình, đây là máy mới, không phải là máy cũ nha. Con chip trang bị trên Realme Q5 là Snap 695, cơ bản vẫn có thể chơi các tựa game nó ở mức trung bình khá trở xuống một cách nó ngon lành. Rồi chúng ta có một cái thiết kế mặt lưng chả khác gì con Realme GT Neo 2 hay là con Q5 Pro cả. Phải chăng về chất liệu làm lên mặt lưng nó khác nhau, về màu sắc nó có khác một xíu thôi. Với lại cái chất lượng hiển thị ở trên Realme Q5 ấy thì mình thấy màu nó hơi xì xì một xíu, bởi vì tấm nền trang bị là IPS LCD đi kèm với cái tần số quét là 120Hz nha, rất ngon luôn. Cái điểm nổi bật nhất ở trên Realme Q5 đó là về dung lượng pin và công suất sạc các bạn.
tầm tiền khoảng 4 triệu, các bạn đã có dung lượng pin là 5.000 đi kèm với cái sông công suất sạc là 65W. Có bao nhiêu sản phẩm tầm khoảng 4 triệu mà có công suất sạc là 65W? Các bạn liệt kê giúp mình cái. Nhưng mà các bạn lưu ý nhé, với cái 65W ở trên Realme Q5 ấy, nó sẽ không bằng những sản phẩm 65W, ví dụ như là Realme GT Neo 2T trong Realme GT Neo 2 đâu. Rồi là về camera, ở mức gọi là dùng được thôi, chúng ta chỉ có một loa. Đấy là những gì mà các bạn cần biết về Realme Q5. Chúng ta đến với một sản phẩm mà mình thấy rất tốt nha, đó là Realme GT Neo 2T. Nó trang bị đầy đủ những gì các bạn cần có ở một sản phẩm toàn diện với mức giá 4 triệu, 4 triệu 1 và 4 triệu 2, tầm tiền đó thôi chứ không phải là quá cao đâu. Với Neo 2T nhá, thứ nhất các bạn đã có tấm nền là Super AMOLED rồi, hỗ trợ tần số quét là 120Hz. Phải chăng con Realme GT Neo 2T này nó thua con Q5 ở đúng hai điểm? Thứ nhất, đây là máy cũ. Cái thứ hai, pin nó không được trâu bằng con Q5 thôi. Còn lại, những gì trang bị trên Realme GT Neo 2T đều ngon. Như mình đã chia sẻ, thứ nhất về màn hình, ngon rồi đúng không? Các bạn sẽ có một cái chip là Dimensity 1200i với tựa game trung bình khá trở xuống, vận chip một cách ngon lành. Các bạn sẽ có một chất lượng cam gọi là tương đối dược ở trong tầm giá nha. Ngon nhất trong 3 con, trong 4 con mà mình đã chia sẻ với các bạn. Nói tóm lại như thế này, các bạn mua sản phẩm máy mới thì không phải lo lắng gì liên quan đến máy đã sửa chữa hay là chưa này, có thay vỏ hay như thế nào đấy không, thì cứ beta này mua máy mới cho mình. Còn bạn nào muốn một sản phẩm chip nó mạnh hơn, những gì nó trang bị nó ngon lành hơn so với sản phẩm máy mới, nhưng đổi lại các bạn phải check kỹ cho mình sản phẩm máy cũ đó nó còn sử dụng tốt hay là không. Và theo cái kinh nghiệm của mình khi mà mua máy cũ nha, mình thường làm các bước sau này. Khi mới nhận máy, mình sẽ check về hình thức xem nó có đẹp hay là không. Cái thứ hai là mình sẽ bật video, quay video để khi nào máy nóng lên, sau đó mình thích làm gì thì mình làm. Mình check màn hình, mình lấy cái mã code của từng hãng để xem là về màn hình, về cảm biến, về loa, về mọi thứ ở trên sản phẩm đấy nó có hoạt động tốt hay là không. Rồi là mình sử dụng lâu lâu một chút nữa để xem là nó có vấn đề gì không. Và đặc biệt các bạn lưu ý cho mình cái việc sử dụng có thể đổi trả trong vòng bao nhiêu ngày để các bạn có thể sử dụng và yên tâm mua hơn. Vừa rồi là một vài sản phẩm mà theo mình thấy nha, tầm khoảng 4 triệu các bạn có thể cân nhắc mua vài sản phẩm máy mới, có máy mới luôn, máy cũ có luôn máy cũ, chip nó càng mạnh hơn, thì các bạn cảm thấy sao? Và tầm tiền này nha, các bạn thấy là có sản phẩm nào tầm khoảng 4 triệu mà nó ngon hơn? Đừng quên để lại comment bên dưới nha. Rất cảm ơn các bạn đã xem đến đây. Và một vài sản phẩm có tại Mobile City còn hàng thì mình sẽ để đường link ở phần mô tả và bình luận kèm cho bạn nào quan tâm. Có những sản phẩm máy cũ hiện tại Mobile City chưa về hàng ấy, thì các bạn có thể tham khảo ở một vài trang web khác hoặc là ở trên group Facebook để mình mua sản phẩm cho nó ưng ý nha. Rất cảm ơn các bạn đã xem đến đây. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.